Đạo Phật với thanh niên, tuệ sĩ. Các anh chị thân mến, đề tài thảo luận của chúng ta hôm nay là Đạo Phật với thanh niên. Tiêu đề như thế thường gây ấn tượng rằng có nhiều hình thái Đạo Phật khác nhau, và mỗi hình thái cho từng lứa tuổi hay tùy theo thành phần xã hội khác nhau. Nhưng cũng có thể hiểu chỉ có một Đạo Phật mà thôi. Và nội dung thảo luận của chúng ta nay sẽ xem xét Đạo Phật ấy có những đặc điểm gì được xem là cơ bản, rồi từ đó rút ra kết luận rằng Đạo Phật trong ý nghĩa như vậy có phù hợp với tuổi trẻ hay không. Tất nhiên các anh chị ở đây đều là Phật tử, do đó câu trả lời đã có sẵn từ lâu rồi. Dù nói theo ý nghĩa nào hay nhìn vấn đề từ góc cạnh nào, chúng ta sẽ không nêu ra bất cứ định nghĩa và cũng không quy chiếu Đạo Phật vào những yếu tính hay đặc tính nào. Nói thế có khi cũng hơi khó cho các anh chị thấy rõ vấn đề. Chắc ở đây cũng có nhiều anh chị đã từng đọc sách thiền và có lẽ đã nghe nói đến công án thiền đại khái như thế này. Một người hỏi thiền sư Phật là gì? Thiền sư đáp: ba cân gai. Không phải là câu chuyện bông đùa, cũng không phải là thiền sư muốn đưa ra một mệnh đề triết học siêu nghiệm rắc rối. Bởi vì ở đây chúng ta đi tìm ý nghĩa của đời sống, tìm để khám phá những giá trị của đời sống. Nói theo cách nói của một nhà văn hay một nhà thơ, chúng không định nghĩa, không mô tả. Vì chúng ta không đi tìm kiến thức bách khoa về sự sống, mà đi tìm hương vị đích thực của nó. Như con ong đi tìm hoa, không phải chỉ tìm hương sắc của hoa. Hương sắc của hoa chỉ là tín hiệu của giá trị tồn tại. Nó tìm hoa để hút mật, là dưỡng chất cho sự tồn tại của mình và cho tất cả nòi giống của mình. Tuổi trẻ thường được nhắc nhở, khuyên bảo rằng cần phải học hỏi để sống cho đáng sống. Ca dao cũng nói rằng làm trai cho đáng nên trai, xuống đông đông tỉnh, lên đòi đòi yên. Và các bạn trẻ hiểu rằng ta phải làm nên sự nghiệp hiển hách nào đó, kẻo không thì sẽ uổng phí cuộc đời. Rồi bạn ấy làm nên sự nghiệp lớn thật và người đời thán phục. Chúng ta cũng hết sức thán phục, nhưng hãy nhìn sâu vào đôi mắt của bạn ấy một chút. Nếu có ai trong chúng ta đây có vinh dự được nhìn, chúng ta thấy gì? Những phương trời cao rộng để cho cánh hồng bay bổng tuyệt vời, hay một phương trời tiếc nuối khi ngoảnh lại ngắm màu dương liễu, thà khuyên chàng đừng chịu tước phong. Cả hai, người đuổi bắt ảo ảnh để tìm ảnh thật vĩnh cửu của chính mình, vị ngọt của đời ở đâu? Trong cả hai. Bây giờ chúng ta hãy tạm rời bức tranh lãng mạn ấy để nhìn sang một hướng khác. Có hình ảnh nào đáng chiêm ngưỡng hơn hay không? Cũng còn tùy theo điểm đứng nghệ thuật của người nhìn. Thuở xưa có một vương tử và ngai vàng đã dọn sẵn, vó ngựa chinh phục cũng đã sẵn sàng yên cương. Rồi một đêm, khi cả cung đình đang ngủ say trong giấc ngủ êm đềm của uy quyền, danh vọng, giàu sang, vương tử gọi quân hầu thắng cho ngài con tuấn mã Trường Chinh. Nhưng vó ngựa Trường Chinh của ngài không tung hoành chiến trận, thanh gươm chinh phục của ngài không đánh gục những chiến sĩ yếu hèn. Gót chân vương giả từ đó lang thang khắp chốn sơn cùng thủy tận, cô đơn bên bờ suối, dưới gốc cây, ngài đi tìm cái gì? Ta hãy nghe ngài nói. Rồi thì, này các tỳ kheo, một thời gian sau, trong tuổi thanh xuân, khi tóc còn đen mượt, với sức sống cường tráng, mặc dù cha mẹ không đồng ý với gương mặt đầm đìa nước mắt, ta đã cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca sa, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta trong khi ra đi như vậy, làm người đi tìm cái gì đó chí thiện, tìm con đường hướng thượng, tìm dấu vết của sự tịch mịch tối thượng. Ngài đi tìm và khai phát con đường dẫn về thế giới bình an và hạnh phúc vĩnh cửu. Rồi con đường ấy được công bố, được giới thiệu
cho những ai như những đóa sen tuy sinh trưởng từ bùn sinh nước đồng, đang đã có thể vươn lên khỏi bùn sình, bản thân không bị nhiễm mùi tanh hôi của bùn sình. Tuy vậy, không phải ngay từ đầu con đường được khám phá và công bố ấy được tiếp nhận một cách đầy tin tưởng bởi tất cả mọi người. Số người chống đối không phải là ít. Khi đất đạo sư trẻ tuổi ấy đến Mangada, vương quốc hùng mạnh nhất thời bấy giờ, nhiều thanh niên con nhà gia thế như Yasa cùng các bạn bè và các thanh niên trí thức giàu có hàng đầu của Sariputta và Moggallana và nhiều thanh niên quý tộc, vương tôn công tử tiếp nối nhau từ bỏ gia đình, từ bỏ địa vị xã hội sang cả, chọn con đường vinh quang của chân lý. Từ một góc độ nào đó mà nhìn, sự ra đi của họ tạo thành khoảng trống lớn cho xã hội, làm đảo lộn nếp sống đã thành thói quen của quần chúng. Dân chúng lo ngại, họ thì thầm bàn tán, rồi phiền muộn, rồi thất vọng, và rồi giận dữ. Dư luận gần như dấy lên đợt sóng phản đối. Sa môn Gautama làm cho những người cha mất con, những bà vợ trẻ trở thành quá bụa. Sa môn Gautama làm cho các gia đình có nguy cơ sụp đọa. Dư luận phản đối ấy không kéo dài đủ để gây thành làn sóng phản đối. Chẳng mấy chốc, những người cha, những bà vợ trẻ ấy nhận thấy không phải họ bị phản bội hay bị bỏ rơi cho số phận cô đơn, mà họ được chỉ cho thấy hương vị tuyệt vời của tình yêu và hạnh phúc mà trong một thời gian dài họ không tìm thấy. Như thế, trong những ngày đầu tiên khi vừa được công bố con đường chí thiện, con đường tối thắng và tối thượng của thế gian, dẫn đến thế giới an bình vĩnh cửu, không phải bằng sức mạnh chinh phục của gươm giáo, mà bằng sức mạnh của từ bi và của trí tuệ. Con đường ấy được nồng nhiệt tiếp nhận bởi những con người rất trẻ, bởi tầng lớp ưu tú nhất của xã hội, tầng lớp định hướng tương lai của xã hội. Rồi ba thế kỷ sau, một bào chúa với đạo quân hùng mạnh bách chiến bách thắng, sau một trận tàn sát khốc liệt, chống gươm nhìn hàng vạn xác chết, chợt thấy rằng chiến thắng oanh liệt đẫm máu này không thể là sức mạnh tối thượng để có thể chinh phục lòng người. Dù nó mang lại cho người chiến thắng những giây phút vinh quang ngây ngất, vị hoàng đế trẻ cảm thức sâu xa đó không phải là suối nguồn hạnh phúc. Kể từ đó, đế quốc mênh mông không cần được bảo vệ bằng sức mạnh của gươm giáo. Thần dân của đế quốc sống trong thái bình thịnh trị, được bảo vệ bằng sức mạnh của từ bi và khoan dung. Có lẽ chúng ta nên dừng lại ở đây. Hình ảnh ấy đối với nhiều người quá cao xa, nhìn lâu rất choáng ngợp. Dù vậy, từ thâm tâm của mình, một bạn trẻ nào, dù nam hay nữ, không cảm nhận rằng mình đang được thúc đẩy một động lực không thể cưỡng. Đó là khát vọng chinh phục tình yêu, chinh phục danh vọng, chinh phục địa vị. Dù nhìn từ góc độ nào, dù tiến theo hướng nào, chúng ta như những trẻ nít theo đuổi cánh bướm. Khi đã nắm được sát bướm trong lòng tay, ít ai tự hỏi chinh phục này và chiến thắng này có ý nghĩa gì, và ta vẫn mãi miết đuổi theo những cánh bướm khác. Trong lịch sử loài người, có biết bao nhà chinh phục vĩ đại sau chiến thắng lại cảm thấy ta cũng chỉ là một con đường yếu đuối trước sức mạnh bao dung của tình yêu nhân loại. Vó ngựa của thành Cát Tư Hãn không chùn bước trước bất cứ kẻ thù nào, nhưng tâm tư của Đại Hãn cảm thấy bất an khi nhìn sâu vào cuối con đường chinh phục một bóng dáng đang thấp thoáng đợi chờ. Đó là kẻ thù cần phải chinh phục sau cùng. Đại Hãn cũng biết rằng dẫu cho tập hợp sức mạnh của trăm vạn hùng binh cũng không thể đánh bại kẻ thù ấy. Chinh phục vương quốc ấy, ông cho đi tìm một người trợ thủ, tìm cố vấn thông thái nhất và khôn ngoan nhất để tập hợp được sức mạnh siêu nhiên. Sứ giả của Đại Hãn đi vào núi Trung Nam thỉnh cầu đạo trưởng Khưu Sử Cơ. Đạo trưởng khởi hành băng sa mạc đến tận đại bản doanh của Đại Hãn.
để giảng giải cho đại hãn ý nghĩa trường sinh bất tử. Những ẩn nghĩa huyền vi từ quyển Thiên Thư 5.000 chữ của Thái Thượng Lão Quân. Cuối quyển Thiên Thư, tất cả ẩn ngữ coi như đã phơi bày ý nghĩa thâm sâu. Khả hãn chỉ xác nhận được một điều, ta sẽ là người chiến bại trong cuộc chiến cuối cùng ấy. Vậy ý nghĩa của chinh phục là gì? Mỗi người trong chúng ta sống và đi tìm một cái gì đó, một ý nghĩa nào đó cho sự sống hay lẽ sống của mình. Với tuyệt đại đa số, tình yêu và hạnh phúc là lẽ sống, hoặc là tài sản, hoặc là danh vọng, hoặc quyền lực là lẽ sống. Người ta tự đày đọa tâm trí mình để đuổi bắt những gì được coi là tinh hoa của đời sống. Người ta cũng biết rằng, ngoài những cái lẽ sống phù du ảo ảnh của hạnh phúc, còn có những phương trời cao rộng, còn có con đường chí thiền. Nhưng chỉ một số rất ít người bước theo hướng đó, và lại rất ít người đến đích. Vì sao thế? Có một nhà nghiên cứu văn học, khi viết về nhà thơ Lý Bạch, không tiếc lời ca ngợi con người tài khoa và đời sống phóng khoáng ấy. Rồi nhà nghiên cứu kết luận, nhưng chúng ta không sống như Lý Bạch được, vì chúng ta còn có gia đình, vợ con và nhiều thứ ràng buộc khác. Phải chăng tất cả chúng ta đều sinh ra với một dây thòng lòng treo sẵn nơi cổ, còn Lý Bạch thì không? Phải chăng chúng ta chỉ được phép chiêm ngưỡng, thần phục những cuộc đời và những nhân cách cao thượng, như người hành khất đói rét chỉ được phép từ xa đứng nhìn một cách thèm thuồng những ngọc ngà châu báu trên thân thể một công nương mỹ miều? Lý Bạch không thể sống như ta, và ta cũng chẳng cần phải trở thành người như Lý Bạch để được người đời thán phục. Mỗi người ẩn chứa trong tự thân một kho báu vô tận, cần gì phải vay mượn hay ăn cắp giá trị của tha nhân? Không nên tự đánh giá mình quá thấp kém. Người cùng tử trong kinh Pháp Hoa không dám vọng tưởng bản thân là con trai và cũng là người thừa kế duy nhất của vị trưởng giả giàu sang, mà thế lực có khi còn lấn lướt trên hàng khanh tướng của triều đình. Anh chàng trai trẻ này cảm thấy sung sướng khi người ta nhận mình là một tôi tớ hèn mọn, và rất lấy làm vinh dự được là tôi tớ hèn mọn của gia đình sang cả ấy. Vinh dự với công việc quét dọn các hố xí, vinh dự được nằm ngủ trong chuồng ngựa. Thế nhưng từ bản chất, trong huyết thống và như một định mệnh quái dị, nó phải là người thừa kế duy nhất của gia đình ông trưởng giả. Nó chỉ được công nhận tư cách thừa kế khi nào tự nhận ra nguồn gốc huyết thống của mình, tự khẳng định giá trị cao sang của mình. Không thể nào một kẻ tự xác nhận giá trị con người của nó không cao hơn giá trị con ngựa nòi của ông chủ, mà kẻ đó lại có ý nghĩa muốn khẳng định mình là kẻ thừa kế duy nhất. Đó không phải là thừa kế, mà là âm mưu sang đoạt. Chắc chắn nó sẽ bị trừng phạt vì tham vọng điên rồ. Ở đây, trong khi chúng ta không tự khẳng định được phẩm chất cao quý của mình, không nhìn thấy giá trị cao cả của đời sống, những giá trị không cao hơn các hàng ghế và các nấc thang xã hội đã được cố định, như là trật tự không thể đảo lộn, ấy thế mà nghĩ rằng ta là Phật tử, nghĩa là kẻ thừa tự hợp pháp của gia tộc Như Lai, há chẳng là một sự xoáng nghịch chăng? Trong số những người bạn trẻ của tôi, không ít người có vươn lên tự khẳng định giá trị tự thân, tự cho rằng khi cần và nếu muốn thì có thể khoác lên mình phẩm phục sang nhất, ngồi ở địa vị cao nhất trong xã hội không phải là khó. Và khi không cần thiết thì cũng có thể vứt bỏ ngai vàng như đôi dép sắt. Những người bạn ấy sau một thời gian vật lộn với đời để tự khẳng định giá trị của mình, có bạn may mắn leo lên được chiếc ghế cao, bỗng chợt thấy tất cả giá trị của đời sống đều được vẽ vời, được khắc chạm lên chiếc ghế này. Từ đó, họ cố buộc chặt mình vào đó, quyết tâm bảo vệ nó với bất cứ giá nào. Cũng có người bạn sau cuộc tình đổ vỡ, chợt thấy hạnh phúc trong vòng tay chỉ là ảo ảnh. Anh tìm đến tôi sau những ngày lang thang, đau khổ,
Không phải anh đến tìm nơi tôi một nguồn an ủi, mà đến để giảng cho tôi một bài pháp rất hay về nghĩa của tình yêu và vĩnh cửu, hạnh phúc chân thật và lẽ sống cao cả chí thiện. Trong khi lặng lẽ nghe anh nói, cảm thấy như mình đang uống từng giọt nước cam lồ, ngưng tụ từ những giọt nước mắt nóng bỏng và thầm tự hỏi, bạn mình đã chứng ngộ Niết Bàn rồi chăng? Phải thú nhận rằng, bây giờ đã hơn 30 năm sau, tôi vẫn không quên được bài thuyết pháp tuyệt vời ấy. Nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi, anh lại lao mình chạy theo những cuộc tình mới. Tôi hỏi, anh nói hương vị ngọt ngào của mối tình đầu ấy không nhạt mờ theo năm tháng được. Nó vĩnh viễn ẩn kín ở một góc tối nào đó trong trái tim anh. Anh đuổi theo những mối tình hời hợt, thoáng chốc, chạy theo danh vọng phù hoa. Tất cả chỉ muốn quên lãng đi những gì đã đi và đi mất mà không bao giờ níu kéo lại được. Thỉnh thoảng nhớ lại anh, tôi tự hỏi, bây giờ thực tế anh đang gặt hái những thành công trên đường đời. Nếu nghĩ lại những năm tháng của tuổi trẻ ấy, anh có thấy mình dại dột chăng? Là đuổi bắt ảo ảnh chăng? Và giữa hai quãng đời ấy, thật sự đâu là ảo ảnh? Người ta nói, tuổi trẻ các bạn đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, vậy hãy chuẩn bị hành trang mà vào đời. Tôi muốn nói cách khác, bằng tuổi trẻ của mình đã đi qua, tôi muốn nói rằng các bạn đang được đặt trước hai câu hỏi cần phải trả lời dứt khoát, hay trước hai ngã đường cần lựa chọn không lưỡng lự, tình yêu và sự nghiệp. Trước mặt bạn là con đường thăm thẳm, đang ẩn hiện mơ hồ dưới ánh sao mai, chưa phải là buổi bình minh để các bạn thấy rõ mình đang đứng ở đâu. Và trước mặt có thực sự là hai ngã đường phải lựa chọn hay thực tế chỉ là một mà thôi? Các bạn sẽ tiến tới theo hướng nào, hoặc tiến lên theo con đường công danh sự nghiệp? Bởi vì đã sanh ra trong trời đất, phải có danh gì với núi sông? Hãy săn đuổi bóng dáng mùa xuân vĩnh cửu. Cả hai ý nghĩa các bạn đều hiểu rõ, chúng ta không cần biện giải dài dòng. Có điều sự hiểu biết của các bạn về con đường trước mắt không phải do chính mình đã nhìn thấy. Như thấy rõ con đường mình đang đi khi ánh bình minh xuất hiện, mà do dấu vết của nhiều thế hệ đi trước. Dễ có mấy ai tự vạch cho mình một lối đi riêng biệt, không dẫm theo bất cứ lối mòn nào. Lần bước theo những vết mờ người đi trước, tuổi trẻ định hướng cho tương lai của mình. Trong số đó, rất ít người bước ra khỏi bóng đêm của rừng rậm để bằng chính đôi mắt của mình nhìn thấy rõ con đường đang đi, đang chạy theo hướng nào dưới mặt trời sáng rực của ban mai. Chúng ta hãy đi tìm một người trong số rất ít người ấy, người không xa lạ với chúng ta. Tôi muốn nhắc bạn vua Trần Nhân Tông. Tuổi trẻ lớn lên giữa cung đình xa hoa, đầy lạc thú, nhưng người thiếu niên vương giả lại sống như một ẩn sĩ ngay giữa hoàng thành, trường trai, khổ hạnh. Không biết người ta có nhìn thấy phong độ, hào hoa nơi thiếu niên vương giả này hay không? Nhưng vua cha nhìn thân thể gầy còm của người kế vị ngai vàng mà khóc. Biết con có đủ nghị lực giữ vững diện mối giang sơn chăng? Tuy vậy, con người ấy về sau, khi ngự trị trên ngai vàng, làm chủ một đất nước, không chỉ đã tự khẳng định giá trị bản thân, mà còn khẳng định ý nghĩa sinh tồn của một dân tộc. Dù ngồi trên bệ rồng cao vời vợi, dù song pha chiến trận, hay dù trên vó ngựa khải hoàng, từ những chiến thắng oanh liệt mà cho đến nay, trong bóng đèn khuya, trong bóng đêm tịch mịch của lịch sử, chúng ta vẫn mường tượng nhịp mỏ công phu, dòng kinh mang mát nhưng vẫn rành rọt khí phách anh hùng của bậc quân vương vốn coi ngai vàng như đôi dép bỏ. Nhất thiết hữu vị pháp, như mộng huyễn bào ảnh. Làm sao trong con mắt nhìn, thế giới này chỉ tồn tại như hạt sương trên đầu cỏ, lại có thể định hướng không chỉ cuộc đời của riêng mình mà cho cả vận mệnh của cả dân tộc. Hy vọng các bạn trẻ có thể tự mình tìm thấy câu trả lời.
Bởi vì nếu các bạn có thể trả lời được câu hỏi ấy, các bạn cũng có thể định hướng cuộc đời mình mà không e ngại có điều nhầm lẫn. Bây giờ, chúng ta hãy trở lại đề tài thảo luận. Rất nhiều anh chị khi nghe đọc lên đề tài, nghĩ rằng diễn giả sẽ nêu lên một hình thái đạo Phật như thế nào đó. Sau đó nghiệm xét xem hình thái ấy có những điểm nào phù hợp với tuổi trẻ. Ít lời thiết thực cho tuổi trẻ, cho đến đây chưa có hình thái nào được giới thiệu. Có anh chị nào cảm thấy thất vọng không? Cũng nên thất vọng một ít. Như thế, để chứng tỏ rằng chúng ta đến với đề tài không phải thụ động. Ai nói sao nghe vậy? Nhất định không có sự lựa chọn một cách tùy tiện. Khởi đầu của nhận thức, tất phải có sự lựa chọn. Tuổi trẻ học tập để biết lựa chọn, định hướng cho tương lai mình bằng sự lựa chọn sáng suốt. Vả lại ở đây, chúng ta cũng không nên thất vọng nếu nói rằng không có một hình thái đạo Phật nhất định nào dành riêng cho tuổi trẻ. Chỉ có một mảnh trăng trên trời, nhưng là trăng bạc màu tan tóc, hay trăng tươi mát hồn nhiên, hoặc trăng làm chứng cho trái tim chung thủy, và cũng có khi là trăng già độc địa làm sao, xe dây chẳng lựa buộc vào như chơi. Cũng có tuổi trẻ đến với đạo Phật, mong cầu giọt nước cành dương làm sống dậy một tâm hồn khô héo vì tình yêu phản bội. Cũng có tuổi trẻ đến với đạo Phật để gọt rửa sạch, gót danh lợi bùn pha sắc xám, mặt công hầu nắng rám mùi dâu. Các bạn trẻ ấy tự tìm thấy hình thái đạo Phật thích hợp với mình. Nếu đạo Phật không đáp ứng được cho tâm hồn đau khổ, chán chường cuộc sống ấy, chẳng khác nào y sĩ từ chối bệnh nhân. Vậy thì các bạn trẻ cũng nên tự mình tìm cho mình một hình thái cho đạo Phật thích hợp, không phải là hình thái được lập thành khuôn mẫu do bởi các anh chị trưởng, do các đại đức thượng tọa hay do các nhà nghiên cứu uyên bác. Một thiền sư Việt Nam đã nói: Nam nhi tự sung thiên chí, hư hướng Như Lai hành sứ hành. Ta hãy đi con đường do chính ta lựa chọn, không cần gì phải lắc nhắc theo dấu vết Như Lai. Khẩu khí này nhiều khi khiến ta sợ hãi, e rằng có quá tự phụ, quá ngạo mạn chăng? Đừng có phổ nhạc những lời ấy thành giai điệu với tiết tấu hành khúc dồn dập, mà hãy thử phổ thành một sonata nhỏ của mặt hồ tĩnh lặng. Ta sẽ nghe âm hưởng này, hãy bình thản tự chọn cho mình một hướng đi, sẵn sàng chịu trách nhiệm đối với hậu quả xuất hiện trên hướng đi mà ta đã chọn. Lời Phật cần ghi nhớ: chúng sanh là kẻ thừa tự những hành vi mà họ đã làm. Và còn có lời Phật khác nữa: hãy là kẻ thừa tự chánh pháp của Như Lai, chớ đừng là kẻ thừa tự tài vật. Các bạn trẻ học tập để chuẩn bị cho mình xứng đáng là kẻ thừa tự, kế thừa gia nghiệp của cha ông, của dòng họ, kế thừa tự nghiệp dân tộc, kế thừa di sản nhân loại. Dù đặt ở vị trí nào, bản thân của các bạn trẻ trước hết sẽ phải là người thừa kế thành công hay thất bại trong sự nghiệp thừa kế của mình. Đó là trách nhiệm của từng người, của từng cá nhân. Hãy tự đào luyện cho mình một trí tuệ, một bản lãnh để sáng suốt lựa chọn hướng đi và dũng cảm chịu trách nhiệm những gì ta đã lựa chọn và gây ra cho bản thân và cho cả chúng ta. Không có đạo Phật chung chung cho đồng loạt tuổi trẻ. Mỗi cá nhân của tuổi trẻ là biểu hiện của một hình thái đạo Phật sinh động. Chúc các anh chị có đầy đủ nghị lực để chinh phục những vương quốc cần chinh phục, để chiến thắng những sức mạnh cần chiến thắng.